Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ngọc Khánh chuyên Lobo. Thưa các bạn, hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một cái bộ micro cũng khá là đặc biệt, cũng không rẻ tiền đấy nhá. Một bộ micro rất nhỏ gọn, tiếng của nó thì cực kỳ tốt rồi, tiếng của nó thì miễn chê. Tuy nhiên thì bộ mic này hơi hơi kén người sử dụng một chút. Nó chỉ phục vụ cho các bạn có những cái nhu cầu sau đây. Thứ nhất là các bạn MC chuyên nghiệp, các bạn cần có một cái mic với đôi cái độ nhạy rất cao mà vẫn giải phóng được đôi tay của mình. Hai là các bạn nào mà thích hát karaoke thế nhưng mà lại cũng vừa thích hát lại vừa thích múa, và thứ ba là các bạn chơi những cái nhạc cụ như là các loại kèn đấy, thì chắc chắn đây là một cái giải pháp có thể nói rằng cực kỳ hay và cực kỳ dễ hiệu quả. Thôi không làm mất thời gian của các bạn nhiều nữa. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một bộ micro của một, có lẽ là đây là một cái thương hiệu, một trong hai cái thương hiệu micro hàng đầu thế giới. Đó là một bộ micro mang nhãn hiệu Sennheiser. Đây là một thương hiệu của Đức. Bộ này vẫn còn nguyên cả hộp nhé. Nào, chúng ta cùng xem. Tôi đã mở ra xem rồi. Ở phía trên của nó là có một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Rồi, có lẽ là tôi đã để nó xuống dưới này một chút. Sách hướng dẫn sử dụng này. Chúng ta có một cái đầu thu cực kỳ nhỏ xinh chắc chắn, với cái tem ở trên cái mặt quắc này chưa hề bóc, gần như là hàng mới đấy. Chúng ta có một cái đầu phát rất nhỏ xinh. Đầu thu của chúng ta có hai chiếc anten cũng nhỏ xinh nhưng mà cực kỳ chắc chắn. Một cái dây kết nối giữa đầu thu với amply. Chúng ta có một cái nguồn của Sennheiser. Duy có một điều mà tôi không hiểu tại sao, nhưng mà tất cả những cái bộ micro mang thương hiệu Sennheiser thì cái dây dây của nó đây ở đây này, thì lại đều có một cái chỗ như là chỗ bị nối. Cái này là cái mà thực sự là tôi cũng chưa tìm hiểu. Có một cái đoạn như là, có một cái chỗ như là bị nối ấy. Nhưng mà không không phải đâu. Bởi vì tôi cũng đã bán khá khá nhiều cái bộ micro mang cái thương hiệu này rồi. Thì bộ nào nó cũng thế. Chúng ta có một cái này để làm gì nhỉ? À, đây rồi. Đây là một cái giắc dẹt, còn đây là một cái giắc tròn. Chúng ta có một cái kẹp để cài và một chiếc micro cực kỳ xinh xắn để cài áo. Cái bộ micro này tôi đã thử tiếng rồi. Có thể nói rằng tiếng của nó cực kỳ tốt. Đây là một cái bộ micro có lẽ là đây mới đúng gọi là hàng trưng bày. Bởi vì tuy rằng ở phía trên nó có một số những vết xước nhỏ nhỏ, thế nhưng rõ ràng đây là một sản phẩm mới, vì đến cái miếng dán ở trên mặt mặt quắc này cũng chưa hề bóc. Đâu, tôi thử lắp cái anten này vào xem nào. Rồi, rất chắc chắn. Ok. Cái cách sử dụng của nó thì có lẽ là tôi cũng xin phép các bạn là để đến một cái video khác, thì tôi sẽ làm một cái bài test, chỉ sợ đến lúc đấy tôi bán mất rồi thôi. Thì ở đây tôi thấy nó có hai cái chế độ, một cái chế độ là micro, một cái chế độ là dùng đường live. Có cần gạt đây.
Thì tôi cũng chưa hiểu là cái đường like để làm cái gì nữa. Còn trên mặt trước này, nút bên này là nút bật nguồn này. Đây là volume của mic này. Đúng rồi. Volume của mic này, đây là set sóng này, set tần số này. Ở trên cái đầu cục phát này chúng ta cũng có một cái công tắc nguồn này. Rất hay ở cái này là nó có một cái nút muting, tức là cắt mic im lặng này. Bên cạnh này chúng ta có một cái công tắc, nó có bốn nấc điều chỉnh để cho nó phù hợp với cái điều kiện phòng thu của các bạn hay là các bạn dùng ở ngoài trời. Trong trường hợp mà các bạn gạt sang cái độ nhạy nó cao nhất thì lúc này có khả năng là cũng rất dễ dẫn đến hiện tượng zip mic. Thì khi đó các bạn sẽ gạt xuống cái mức thấp hơn thì nó sẽ hạn chế được cái zip mic rất nhiều. Còn cái nút gì gì nữa bên cạnh này tôi cũng chưa tìm hiểu. Hiện nay cái bộ micro này thì Ngọc Khánh đang bán ra với giá là 6 triệu đồng. Thì anh em có nhu cầu xin mời liên hệ với tôi theo số điện thoại trên màn hình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.